kính chào quý vị khán giả. Vũ Nga rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Người Việt Nam Châu của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC để đồng hành và cập nhật những thông tin mới nhất về đời sống của cộng đồng. Ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, ngày 30 tháng 5 năm 2016. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Sinh viên Việt Nam tại Budapest, Hungary tham gia hoạt động gửi kháng nghị thư phản đối hành động trái pháp luật của Trung Quốc trên Biển Đông. Cộng đồng Việt ở nhiều quốc gia tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Câu chuyện về gia đình kiều bào Việt tại Thái Lan lưu truyền nghề dệt vải truyền thống hơn 40 năm qua. Ngày 29 tháng 5 vừa qua, tại công viên thành phố Nishio thuộc tỉnh Aichi, Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại đây đã tổ chức buổi dã ngoại cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Thiếu nhi ngày 1 tháng 6. Buổi dã ngoại đã thu hút hơn 50 gia đình đa văn hóa người Việt. Nhiều hoạt động thú vị đã được diễn ra như giao lưu giữa các bé, cuộc thi đố vui, phát quà cho các cháu thiếu nhi. Tỉnh Aichi là một trong những tỉnh có đông người Việt sinh sống nhất tại Nhật Bản, với khoảng gần 5.000 người. Buổi dã ngoại cũng là dịp để các bé cũng như các gia đình đa văn hóa gặp gỡ, cùng chia sẻ những câu chuyện cộng đồng và tham gia các hoạt động ngoài trời, góp phần gắn kết cộng đồng người Việt tại thành phố này.